Đây, em về hàng trả cho bác rồi nhá. Đã có hàng trả cho bác, các bác đợi em giúp em Tuấn, thông cảm giúp em Tuấn là hàng đây em sẽ về em trả cho bác đây rồi. Đầy đủ hàng, được về được mấy thùng mấy không đây. Thì đối với cái dòng này thì như em Tuấn đã nói rồi đấy, có một số bác hỏi cái thời gian nó hát được bao lâu ấy. Đây, dòng này là kết nối Bluetooth độc lập, không cần phải cắm dây hết cả. À, những cái con hôm trước em test cho bác, em để em nghe cả buổi sáng chưa thấy hết pin đâu. Pin ở trong này bình thường bây giờ em nghe một buổi sáng không hết pin mới nhá. Đấy, em nói luôn cho bác. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, mời các bác vào cái bản test phía sau. Phía sau em test ở phía sau, hôm nay có hàng về cho bác rồi. Để trả. Các bác nào đợi thông cảm giúp em. Đấy quá trời luôn nhá. Em đang phát Bluetooth không dây vào con hai con này luôn. Các bác có thể mua lẻ một con cũng được và hai con cũng được. Về hai con này các bác muốn ghép với nhau ấy thì trên này đây là cái nút nguồn. Đây là nút nguồn, các bác khởi động, bác bật nút nguồn lên. Sau đó nó có hai cái nút vắt chéo này. Bác ấn nút vắt chéo này, con bên này ai bác ấn này, ấn con này một lúc và con này cái nút vắt chéo bên con này. Hai tay bác ấn hai nút cùng một lúc nhưng phải nhớ là khởi động loa lên. Hai con ấn nút vắt chéo cắt chéo này này cùng nhau cùng một lúc thì hai con nó tự kết nối với nhau, nó thông qua nhau luôn, nó thành một cặp loa không dây đánh rất là hay luôn bác ạ. Và sau đó các bác dùng điện thoại hay máy tính hay laptop của bác bật Bluetooth lên, bác bắt với con này nó 4G là nó kết nối với nhau. Em và Tuấn đang test trực tiếp ở ngoài sân vườn ngoài trời luôn nhé. Em bán hàng em không cho vào phòng thu đâu, vào cái phòng nghe nhạc của em thì báo cáo bác nó không ổn nào, chất loa nó chi tiết nó hay lắm nhưng vào thấy nó nhiều lúc nó ảo quá. Nó ảo có nhiều đôi loa nó không hay nhưng vào cái tất cả nó bị cái bông tiêu âm ấy, nó xử lý cái độ ồn độ tiêu âm hết nên là đôi loa nó rất là tinh khiết, nó rất là nó không hay thì nó cũng cảm giác nó hay ấy. Nên là em đa số em test ở ngoài trời hết đấy. Một chiếc loa này có mức giá là 480.000 một chiếc, 480k một chiếc ạ. Một chiếc này 480k một chiếc. Nếu như bác nào mà lấy cái dòng nào mà chưa kết nối được với nhau thì nó khác, 480k một chiếc. Bác nào lấy một đôi này em Tuấn để cho bác 900.000 một đôi nhá, 900k một đôi, 900k một đôi luôn mà nghe cả một đôi nó mới hay, được chưa ạ? 480.000 một chiếc, được chưa? 900k một đôi, được chưa? Đấy, một đôi luôn. Sau đây em Tuấn test cho bác nhé, và em test xong em sẽ tắt từng bên cho bác biết luôn nhá. Đây, tắt nhá. Đấy, mất cái này nhá, còn chiếc này. Tắt nốt. Đấy, các bác thấy chưa? Khi các bác muốn dùng nó, bác ấn khởi động này, khởi động lên này, nó có nút xanh xanh này. Đấy, như thế là khởi động. Xong ấn khởi động cái này lên nữa. Đấy, khởi động lên. Hai con này khi nó đã ghép kết nối với nhau thì chỉ cần nó đã ghép với nhau một lần thì chỉ một lần ghép với nhau thôi, còn lần sau nó khác tự động hết. Ví dụ như bác lấy hai con mới ra chẳng hạn, bác nhấc hai con mới ra thì lần đầu tiên là bác phải khởi động lên này, khởi động con này lên này, sau đó ấn hai cái nút cắt chéo này cùng một lúc để cho nó kết nối với nhau, còn từ lần sau là nó tự động hết, được chưa ạ?
chứ nó các bác không phải làm gì nữa. Hai con này là em để cho bác 900k hai con nhé, một cặp nhé. Bác nào muốn lấy một cặp thì bảo em Tuấn em ghép sẵn cho về chỉ sẵn chơi thôi, cho đỡ mất thời gian. Bởi vì nó nói thế thôi nhưng ghép. Tất cả đều kết nối không có dây hết ạ. Tất cả không có dây. Và đằng sau này nó có thể cắm độc lập, cắm thẻ nhớ này, USB này, có cả cổng AUX đây này, có cả cổng AUX cắm line, cắm từ điện thoại, TV, máy tính, laptop vào đây luôn được. Hoặc đây là cổng sạc nha bác nhé. Bác chỉ cần dùng cái dây sạc điện thoại, bác cắm vào đây sạc pin cho nó thôi. Con này có pin ở trong, bác sạc điện thoại vào đây cho nó. Đấy, ok chưa. Con này cũng như con kia, nó như nhau tất. Đấy. Ngoài ra thì bác có thể dùng máy tính, iPad, điện thoại nghe vào. Hoặc là bác chỉ cần cắm một bên nhé. Con này là chủ thì bác chỉ cần cắm USB bên này thì nó sẽ loa này nó mở và nó nhảy xuống cả loa kia luôn. Đấy. Chứ không nhất thiết là phải Bluetooth. Bác chỉ cần cắm USB một bên là nó sẽ chạy cả hai loa. Rồi, 900.000 một đôi, còn mua lẻ thì 480k một chiếc. Chào các bác.